Mình chờ trình gỗ hôm nay gửi tới quý khách hàng những cái đôi quả bầu có những câu thơ về cha mẹ. Thì đây là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Và bên cha là gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Những cái đôi này của chúng tôi kích thước là 25 x 1,07 m và dày 4 phân. Hoàn toàn bằng chất liệu là hương đỏ của Nam Phi. Và chúng tôi đã sơn PU và dát vàng. Thì có những đôi thì màu nó sáng, có những đôi thì màu nó đậm, tùy theo khách hàng. Khách hàng theo cái không gian của nhà mình phù hợp với loại nào thì chúng ta chọn cái loại đó. Và cái đôi này thì to hơn này, kích thước là 30. Đây. Cái chiếc nhỏ và chiếc to cạnh nhau đấy. Chiếc to là kích thước là 30 x 1,27, cũng dày là 4 phân. Cực kỳ chắc chắn quý vị nhá. Cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Bảo hành quý vị muôn đời luôn, gỗ cực kỳ bền. Gỗ trần lõi hương đỏ Nam Phi, cực kỳ bền luôn. Chúng tôi đã hoàn thiện CPU rất là đẹp, tẩy rất là trắng và vân cực kỳ nhiều luôn này. Vân veo quằn quại và trắng sáng. Màu sắc tuyệt vời luôn. Và dát vàng của Đài Loan. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha này. Và bên này là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, đúng không? Thì số lượng của chúng tôi đang có tại xưởng rất nhiều. Tranh gỗ Minh Châu uy tín chuyên nghiệp, số điện thoại là 0975 940 966, địa chỉ là Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Và chúng tôi đang bày tại xưởng của mình, vừa hoàn thiện xong ở tại xưởng luôn. Là có rất nhiều quý thoải mái lựa chọn. Và giá là giá sản xuất luôn, giá sản xuất và bao ship toàn quốc. Các quý vị là các cửa hàng đồ gỗ có xem được video này thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi đổ buôn cho. Số điện thoại là 0975 940 966. Và những khách hàng mà mua lẻ, mua 1-2 đôi để chơi, chúng tôi cũng phục vụ tất. Và giá bán lẻ thì rẻ như giá bán buôn luôn. Có điều là lấy số lượng thì giá nó khác, và lấy một đôi thì giá nó sẽ khác. Đấy là chắc chắn là nhà sản xuất nào thì cũng bán với cái phương thức là như vậy. Và còn rất nhiều những cái sản phẩm khác. Ở đây tiện là chúng tôi vừa mới ra cái lô sản phẩm này, chúng tôi giới thiệu tới đến quý vị. Còn rất nhiều những loại khác. Ví dụ đây là đôi cá mà tôi làm cái hình cuốn thư, cũng dày 4 phân, kích thước 30 1,09. Còn cái bộ tranh tứ quý này của chúng tôi là bộ đục cầu kỳ, dày 8 phân, đục tinh tế. Còn đây là cũng là đôi cá khung vuông vức bằng gỗ gõ, kích thước 37 1,17 m. Và đôi này thì to hơn, kích thước là 42 x 1,27 m. Cái màu sắc của nó ở ngoài thì nhìn thực tế thì rất đẹp quý vị nhá. Đây là do cái ánh đèn hơi bị vàng vàng một chút, nhưng đây cũng là gỗ hương đỏ mà chúng tôi đã tẩy rất là sáng. Đây là đôi gỗ tứ quý dát vàng. Đấy, những bộ tứ quý rất vàng này, rất là đẹp. Còn những cái bộ chữ không độc thọ, vuông 40, vuông 45, những bộ tứ quý, tứ quý hàng siêu biếp, cực kỳ sắc nét. Đây nữa, những bộ tứ quý đục cực kỳ sắc nét. Vâng. Còn rất nhiều các sản phẩm khác của chúng tôi. Đây mới là trong xưởng, và ngoài cửa hàng cũng rất là nhiều. Rồi xưởng phun, xưởng mộc, tóm lại hàng của chúng tôi có rất nhiều. Hàng đẹp, hàng cũ, quý vị nào có nhu cầu thanh lý, alo trực tiếp của chúng tôi. Những cái hàng cũ tồn kho chúng tôi sẽ xây thanh lý để quý vị về bán cửa hàng giá mềm mại hết cỡ luôn, đúng không ạ?
khách hàng tồn kho của chúng tôi rất nhiều. Đây, xó xỉnh góc nào cũng có rất là nhiều hàng. Bên bên này nữa. Đấy, quý vị có thể thấy tràn ngập luôn, chồng đống lên nhau luôn. Đúng không? Rất là nhiều. Tôi không có thời gian để bê ra. Đây là những cái phôi gỗ mà chúng tôi chuẩn bị để đục những bộ tứ quý ở những cái đôi cá. Đây là trong còn rất nhiều những cái bộ có những cái là làm mới dọn vào, có những cái thì cũng là tồn kho, nó cũ cũ xấu xấu. Đấy, rất nhiều quý vị ạ. Còn đây là hai cái máy đục, xưởng máy đục của chúng tôi. Có một đôi voi cực kỳ đẹp này. Quý vị nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều các clip tiếp theo. Và số điện thoại của chúng tôi là 0975 940 966 và 0969 089 646. Địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào nút chuông theo dõi để được theo dõi nhiều tác phẩm tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.